Tôi đang thắc mắc là không biết tại sao chân gà Tương Thơm nhà Hậu Chôn lại bán được nhiều đến thế, những 8.400 đơn. Cùng mình đi thẩm đồ nhá. Chân gà Tương Thơm, mình sẽ làm một combo cho chắc rồi ạ. Bây giờ mình sẽ nhé. Thơm thế. Chân gà này là được ủ từ các loại hoa quả và thảo mộc này nhé. Bên ngoài có lớp collagen ăn rất là tốt sức khỏe. Chị em người lớn ăn rất là bảo nhé. Mà thấy bảo chân gà này là của Việt Nam sản xuất và ăn ngon hơn khi để tủ lạnh mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ thẩm đồ xem thế nào. Ngon thế. Bảo sao bán được 8.400 đơn đúng rồi anh em ạ. Hàng Việt Nam chất lượng cao, mọi người nên ăn và thưởng thức.